Action, less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less fun, a little less fight, a little more fun. Blow your mouth, open up your heart, and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Kính thưa quý vị, Công Thành. Kính thưa quý vị, một lần nữa Thành xin được thành thật cảm tạ tất cả quý vị đã trở lại với chương trình. Phương biết bây giờ mình East Coast, bây giờ đó là 11 giờ đêm mà quý vị vẫn còn ngồi coi anh em mình. Thành bảo đảm vẫn còn rất nhiều quý vị ở bên miền East Coast vẫn còn ngồi để coi anh em mình tối ngày hôm nay. Bây giờ trước hết đây, một chị xin giấu tên ở Virginia. Xin chào anh Công Thành và ban nhạc. Tuần nào tôi và bạn tôi cũng đón xem, không dám bỏ lỡ. Hôm nay xin nhờ ca sĩ Elvis Phương có thể hát tặng bạn tôi là anh Hồ Văn Hữu bản nhạc Núi Tiếc được không? Biết Núi Tiếc không? Nghĩa xưa biết Núi Tiếc không? Em biết nhưng mà hát là chết liền. biết chết liền. Nhưng mà Thành ơi, họ yêu cầu Phương hát. Ừ. Mà Thành không hỏi Phương thử coi Phương có biết hay không? Không Phương thì cũng không biết luôn. Không, bây giờ cứ họ yêu cầu là Thành cứ đặt. Cái Phương nói Phương không biết nên là cái Thành quay qua cái này nói chị giấu tên ơi không biết. Cảm ơn show anh Công Thành nhiều lắm. Thế nào mà anh Phương sẽ hát một bài khác. Kính thưa chị, anh Lâm và Châu ở Florida, tôi là khán giả trung thành của đài VTN và nhất là show của anh Công Thành. Cảm ơn chị, anh Lâm. Anh dẫn chương trình rất hay và có duyên, gia đình tôi ai cũng hâm mộ anh lắm. Nhân hôm nay sinh nhật 21 tuổi của con gái đang ở xa nhà, xin anh Công Thành hát tặng con gái Thùy Dương một bài nhạc được không? Cảm ơn Công Thành và toàn bộ anh em trong đài nhiều lắm. Bài đó đi Nghĩa. Bài này mình cứ ad lib thôi nha. Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser, on ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va rien changer. Ta décision est prise et tu vas me quitter. Viens m'embrasser, toi qui t'en vas. Oublie que je suis triste, oublie et souris-moi. Fais-moi revivre encore un peu de ce temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Ah, toi qui t'en vas, essaie de m'inventer encore un peu de toi. Essaie de faire semblant d'avoir besoin de moi. Viens m'embrasser pour la dernière fois. Happy birthday Thùy Dương, chị Kim ở Virginia. Xin chào bác Công Thành và toàn thể anh chị em trong đài VHN. Cháu tên Kim, năm nay 10 tuổi. Cứ vào tối thứ tư hàng tuần, cháu và gia đình cùng xem chương trình. Cháu thấy bác Công Thành rất vui vẻ và còn đẹp trai hơn ba cháu. Đẹp trai là phải đứng lên. Ồ, cái bài này hay lắm nè. Hôm nay xin nhờ bác Công Thành hoặc ca sĩ có thể hát tặng ba cháu bài hát Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Ôi trời ơi, có Công Thành với Elvis Phương hát Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu là tiêu luôn. Dạ thưa không được. Cháu cảm ơn bác Công Thành nhiều lắm. Sorry, chị nên Jennifer Texas nè. Hôm nay anh Elvis Phương và anh Công Thành ai cũng đẹp trai lắm lắm. Chúng tôi là fan của anh Elvis Phương, rất là thích anh Elvis Phương hát, nhất là bài Yêu Em Dập Dờ. Anh có thể hát chọn bài này được không? Thuộc nguyên chọn bài không?
Phương cứ... bây giờ Phương thuộc tới khúc nào mình chơi khúc đó. Bây giờ mình cứ thử đi ha. Đúng rồi, cứ thử đi. Em xinh như tiên trần, về bên anh mang bao nhiêu thơ mộng. Gặp một lần thôi mà tình như giấc mơ, gặp một lần thôi dần dà bao nhớ thương. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình nở như muôn đời. Đừng vội vã được nhìn em thiết tha trong nụ cười thơ yêu. Anh hát còn quá hay luôn. Nhân dịp này xin cảm ơn ông bà Bruce Trần đã có chương trình Công Thành show rất là hay. Tôi đã giới thiệu rất nhiều người gắn đài VHN. Cảm ơn chị Jennifer, chị Thúy Hạnh ở Florida. Trời ơi, sao hôm nay Công Thành show quá xôm tụ. Đã có band. Đã có band quá hay mà anh Công Thành hát mở đầu, mà giờ còn thêm anh Elvis Phương nữa, hay quá. Sao anh Elvis Phương càng ngày thấy càng trẻ ra, thấy ốm. Thấy ốm và đẹp trai quá, đúng rồi nè, đúng rồi nè. Nhưng mà nói gì thì nói, anh Công Thành trời ơi vẫn đẹp trai nhất. Tôi thích Công Thành show nhất, làm cho tất cả mọi người ai đến thứ tư cũng phải nhớ để bật đài lên xem. Cảm ơn chị Thúy Hạnh, tuần nào mà không có là buồn lắm. Cảm ơn anh Công Thành và đài VHN đã mang niềm vui cho mọi người. Cảm ơn anh Nghĩa Sữa và ban nhạc Trung Nghĩa đã đánh nhạc quá hay, chương trình hôm nay quá hay luôn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi mới giới thiệu được thêm một người bạn gắn đài VHN nữa. Chị đó cũng thích VHN lắm. Giờ có thêm ông bạn đang ngồi coi chương trình chung ở nhà. Tôi đang chuẩn bị bắt nữa đó. Làm sao? Tôi đang chuẩn bị bắt nữa đó. Đúng rồi, chuẩn bị bắt thêm đài. Trời ơi, tưởng cảnh sát vô. Thank you chị Thúy Hạnh. Anh Vũ ở Texas, lời đầu tiên cho tôi gửi lời hỏi thăm đến toàn bộ nhân viên của đài VHN. Chúc đài càng ngày càng thành công, chương trình nào cũng rất hay. Hôm nay sinh nhật bạn tôi là anh Trường Gà. Xin nhờ anh Công Thành hát tặng bản nhạc Dancing All Night. Phương thuộc không? Nhớ không? Nhớ lời không? Thành nhớ mang máng. Mang máng hả? Phương chắc cũng mang máng. Mang máng thôi à? Kệ đó. Bây giờ đô đi. Tới đâu tới. Cái hát thuộc khúc nào hát khúc nấy. Cái câu đầu nó vô sao? Trời hoàng hôn. Trời hoàng hôn buông xuống. Đúng rồi. Xuống mái tóc em như nhuốm huyền, đôi môi em mất mát với bao nhiêu gọi mời say đắm. Nhìn em trong khoe mắt ước muốn được sống bao đêm cuồng say, đôi ta ngất ngây đến với nhau cùng bao ân tình. Dancing all night, tiếng hát ai như đó chào. Dancing all night, bước chân nhịp nhàng êm ái. Dancing all night, ánh sáng đêm như muôn nghìn màu. Dancing all night, đến với anh cùng bao ân tình. Dancing all.
Dạ, đó cho anh Vũ để tặng cho tôi cũng như khán giả xem đài. Và chương trình hôm nay hay quá và tuần nào cũng hay. Cảm ơn đài VHN nhiều lắm. Cảm ơn anh Vũ. Chị Hằng Iowa, hôm nay thấy có anh em Viết Phương lên chương trình tôi mừng quá. Chị Hằng. Cảm ơn chị Hằng. Nguyên Mặt Trăng. Cảm ơn anh Công Thành đã mời anh em Viết Phương lên chương trình ngày hôm nay. Nhân sinh nhật hai con là Danny và Sophia, hai cháu xin nhờ chú em Viết Phương hát tặng bài 10 năm tình cũ được không? Cảm ơn bác Công Thành nhiều lắm. Yeah. Một câu Phương, một câu đi. Một câu. See me now. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia, có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt, một lần bỡ ngỡ. Quên đi, mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu. Cả một trời yêu, bao giờ trở lại. Lòng thương nhớ, tình vẫn phân ly, tình vẫn như mơ. Đành nhủ lòng tôi giã từ kỷ niệm, trôi qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi. Trong em hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt tình yêu em đã quên câu yêu thương thật trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ. Như anh hôm nay thấy mưa trở về. Như anh hôm nay thấy lòng tim nhớ. Mười năm không gặp, mười năm nhớ thương. Vâng, cái đó để tặng cho chị Hằng. Cảm ơn bác Công Thành nhiều lắm. Anh Khánh ở Texas, cả gia đình 6 người đang ngồi cho em coi chương trình Công Thành Show. Hôm nay nhân dịp bà xã, xin nhờ anh em Vết Phương hát tặng bà xã Uyên nhạc phẩm Còn Yêu Em Mãi. Biết chết liền. Si bê môn hả? Một câu nha, một câu nha Phương. Còn nhiều người quá, một câu nha. Vợ em hâm mộ anh lắm lắm. Anh Khánh. Thank you. Tiffany. Yêu em như thuở nào. Tình yêu con biên đầy trang giấy. Yêu em như thuở nào. Tình yêu con đong đầy trang sách. Dù biết trái tim đã già mà những tình cũ vẫn nghe ấm nồng, gọi tên nhau lúc cô đơn, để nghe sưởi ấm tâm hồn.
ai cũng yêu cầu Phương bây giờ bài nào Phương phải nhích một chút chút như vậy cho Thành nhé. Đây là cái này vợ em hâm mộ anh lắm, anh Khánh Texas nè, anh Hùng Philadelphia. Trước hết cho tôi gửi lời thăm đến anh Công Thành và Nghĩa Sữa. Hôm nay có thêm ban nhạc anh Trung Nghĩa nên show là the best of the best. Tôi đã xem chương trình Công Thành Show mấy năm nay, cuối cùng tôi cũng đã xem được thần tượng của tôi là anh Elvis Phương. Tôi thích nhất là bài hát Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang. Thành biết thế nào cũng phải có cái này trong này. Nhờ câu câu Son. Son. Một câu nha, một câu nha. Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng dưới cơn giông, vì trên lưng công hoàng những vết soi vẫn in hằng. Anh Hùng Philadelphia rất là dễ thương. Anh có thể hát lại ca khúc này hôm nay được không? Đó là điều ao ước của tôi bấy lâu nay. Hôm nay cả gia đình 8 người đang xem chương trình. Cảm ơn đài VHN lắm lắm. Tôi gọi gần 99 lần mới gọi được. Thank you anh Hùng. Anh Hải Florida, hôm nay Công Thành Show có mời anh Elvis Phương, tôi mừng quá. Anh Phương có thể hát tặng bài nhạc Tôi Không Còn Nói Yêu Em. Hai anh em mình có vẻ ngẩn ngơ quá hả? Anh biết Hàn bài đó là bài gì ấy? Anh Hàn. Je ne t'aime plus. Oh yeah. Câu đi câu Je ne t'aime plus đi. Một khúc thôi. Je ne t'aime plus. No, no. Je ne t'aime plus. Oui. J'ai dit oui. Mais laisse-moi un peu tranquille. Tu as cherché, tu vas trouver. Oui, j'avais dit oui. Tôi có băng cassette. Trời ơi, có băng cassette. Trời quá lâu. Anh hát bài này rất là hay. Nếu hôm nay anh hát live được trong chương trình thì quá tuyệt vời. Nếu sau này anh có đi show ở Florida, nếu có xin anh thông báo trên đài VHN để cho tôi mua vé đi xem liền. Cảm ơn anh Hải Florida. Anh chị Lan và Hồng California vừa mới được đi coi chương trình nhạc Pháp anh Vĩ Sương hát, quá hay. Hôm nay thấy anh trên đài VHN nữa thì quá tuyệt vời. Cảm ơn anh Công Thành và đài VHN đã mời anh Elvis Phương trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị Lan và Hồng. Bé Minh Phương, 5 tuổi, Maryland. Hôm nay con xin nhờ bác.